Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. 8 công dụng và lợi ích sức khỏe không ngờ của dừa khô. Nhờ chứa 5,2 microgram selen, dừa khô giúp tăng cường hệ miễn dịch. Selen giúp sản xuất salina protein, giúp giảm nhiều bệnh. Dừa khô là loại thực phẩm ít phổ biến nhưng có rất nhiều lợi ích với sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe ít biết của dừa khô. Thứ nhất, trái tim khỏe mạnh. Dừa khô rất giàu chất xơ và tốt cho sức khỏe tim. Cơ thể nam giới cần 38g chất xơ mỗi ngày, trong khi phụ nữ cần 25g. Ăn dừa khô sẽ giúp bạn nhận được lượng chất xơ cần thiết để tránh xa các bệnh liên quan đến tim. Thứ hai, cải thiện chức năng não bộ. Nghiên cứu chỉ ra rằng dừa khô giúp cải thiện chức năng não bộ và cũng tăng cường sức khỏe não. Bạn cũng có thể làm chậm sự tiến triển của nhiều bệnh như Alzheimer nhờ ăn dừa khô. Thứ ba, tăng cường hệ miễn dịch. Nhờ chứa 5,2 microgram selen, dừa khô giúp tăng cường hệ miễn dịch. Selen giúp sản xuất salina protein, giúp giảm nhiều bệnh. Thứ tư, ngăn ngừa vô sinh ở nam giới. Dừa khô chứa các khoáng chất giúp ngăn ngừa vô sinh ở nam giới. Nghiên cứu y khoa đã thử nghiệm và cung cấp bằng chứng về điều này. Bằng cách sử dụng dừa khô, cơ thể sản sinh selen giúp ngăn ngừa vô sinh ở nam giới. Thứ năm, giảm thiếu máu. Phụ nữ thường dễ bị thiếu máu. Thiếu máu thường do thiếu sắt và điều này có thể gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Dừa khô chứa nhiều sắt có thể giúp ngăn ngừa thiếu máu. Chỉ cần thêm dừa khô vào bữa ăn, bạn sẽ thấy sự khác biệt. Thứ sáu, giảm nguy cơ ung thư. Nhiều chất dinh dưỡng có trong dừa khô giúp cơ thể chống lại các tế bào ung thư. Một số loại ung thư như ung thư đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt có thể được phòng ngừa với sự trợ giúp của dừa khô. Thứ bảy, tránh các rối loạn tiêu hóa. Dừa khô giúp ngăn ngừa nhiều vấn đề về tiêu hóa như táo bón, loét tá tràng và trĩ. Vì dừa khô không có tác dụng phụ nên nó có thể được sử dụng ở mọi đối tượng, mọi lứa tuổi. Thứ 8, phòng ngừa bệnh viêm khớp. Các tình trạng như viêm khớp, loãng xương, vân vân có thể được ngăn ngừa bằng cách sử dụng dừa khô hàng ngày. Dừa khô chứa rất nhiều khoáng chất giúp giữ mô liên kết và duy trì cơ thể khỏe mạnh. Bí quyết thanh lọc thải độc an toàn, 100% ai biết cũng đều làm theo. Dù chúng ta chú ý việc ăn uống đến đâu, nhưng cũng khó có thể từ chối các cuộc vui. Làm thế nào để giảm tải cho gan, thận, tim, vân vân, đặc biệt với người bệnh mãn tính? Dưới đây là bí quyết ứng phó và xử lý những tình huống cụ thể. Giải rượu. Trứng ốp la với cải bó xôi. Trứng giàu protein và chứa một loại axit amin tên là xitin, chất có tác dụng phá vỡ các độc tố từ rượu, cho phép chất độc này được loại bỏ thông qua nước tiểu. Còn rau giàu chất xơ như cải bó xôi và cà chua giúp bạn bảo vệ dạ dày và hệ tiêu hóa. Chuối. Nếu bạn uống quá nhiều rượu vì vui vẻ gia đình, bạn bè, thì việc mất nước cũng gây ra mất khoáng chất, ví dụ như kali sẽ gây mất cân bằng điện giải, tăng huyết áp. Khoáng chất kali này có nhiều trong chuối, cũng như nước dừa và khoai tây. Do đó, bạn sẽ khôi phục chúng một cách dễ dàng với các loại thực phẩm này. Chạy bộ. Sau những đêm uống rượu, sáng dậy bạn thường cảm thấy mệt mỏi và lười hoạt động. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn càng vận động sớm thì càng cảm thấy khỏe nhanh hơn. Bắt đầu một cách từ từ như uống nước trước khi chạy. Chạy đều và lâu, không cần chạy nhanh, sẽ giúp nước chạy quanh cơ thể và thải ra ngoài theo đường mồ hôi, giúp giải rượu. Hỗ trợ tiêu hóa, thanh lọc, giải độc. Uống nước.
Nước giúp thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa và cũng sẽ giúp bạn cảm thấy tỉnh táo hơn một chút sau một bữa ăn quá nhiều, quá no. Tuy nhiên, một điều mà phần lớn mọi người ít chú ý và hay làm sai đó là cần uống nước ít nhất 20 phút sau bữa ăn để không hòa loãng các enzyme tiêu hóa thức ăn. Rau và trái cây nhiều nước. Dưa chuột, bưởi, cà chua, đào, cần tây, quả việt quất đều chứa nhiều nước. Không những cung cấp nước, các loại rau và trái cây này còn cung cấp các loại vitamin và khoáng chất có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng mệt mỏi sau những bữa ăn nặng nề. Chúng cũng mang lại nguồn chất xơ và hỗ trợ trong quá trình tiêu hóa. Uống trà bạc hà với gừng, chanh. Tất cả những thành phần trên, bạc hà, gừng, chanh đều rất tốt cho hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Gừng đóng vai trò như một chất kháng khuẩn tự nhiên và sẽ giúp làm dịu mọi cảm giác khó chịu trong dạ dày của bạn. Xắt gừng thành miếng và để vào ấm trà trước khi đun hay trước khi đổ nước sôi. Sau đó rót trà vào cốc và thêm chanh. Chanh cực kỳ hữu ích trong việc giúp bạn thoát khỏi sự khó chịu đầy hơi và thanh lọc cơ thể. Với những người bị dạ dày, nhạy cảm với gừng và ớt thì có thể dùng công thức sinh tố này để thải độc. Nước chanh có thể điều chỉnh để không quá chua. Tất cả những bí quyết này sẽ phát huy tác dụng tối đa nếu dựa trên nền tảng những bữa ăn cân bằng hàng ngày. Tuy nhiên, đối với những người đang có các bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, gan nhiễm mỡ, suy thận, thì càng phải chú ý đến việc giữ chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh. Đối với các bệnh mãn tính, rối loạn mỡ máu, những điều cơ bản cần ghi nhớ trong những bữa tiệc hay ngày thường đều giống nhau. Ăn ít mỡ động vật, nên ăn gà bỏ ra, không ăn chân giò, móng giò, vân vân. Ăn cá, hạt hạnh nhân, hạt lanh, quả bơ để bổ sung omega 3 giúp kiểm soát thành phần mỡ máu. Hạn chế thực phẩm giàu cholesterol như phủ tạng động vật, óc, tim, gan, lòng đỏ trứng, vân vân. Ăn giảm ngọt và ăn vừa phải để giữ cho cân nặng ổn định. Yến mạch và trà xanh giúp giảm hấp thụ cholesterol, giảm cholesterol xấu LDL. Ăn sản phẩm từ đậu nành như sữa đậu nành, đậu phụ, treo giúp kiểm soát bệnh rối loạn mỡ máu. Có thể pha chế các đồ uống sinh tố từ các trái cây, rau củ tốt cho người bị rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, táo, cam, chanh, lê, củ cải đường hoặc củ dền đỏ, gừng, rau chân vịt, dưa chuột. Rối loạn mỡ máu thường gây ra nguy cơ xơ vữa động mạch, là nguyên nhân dẫn đến tai biến mạch máu, đột quỵ. Vì vậy, cần có chế độ dinh dưỡng khoa học kết hợp với luyện tập thể dục thể thao thì chúng ta có thể phòng tránh đột quỵ xảy ra. Tăng huyết áp. Tránh những món ăn mặn, cần ăn nhạt. Không ăn quá nhiều đạm, đường. Không nên uống cà phê, rượu, trà quá đặc. Các thực phẩm cho người bị tăng huyết áp: cần tây, tỏi, chuối, nước dừa, hạt bí, quả việt quất, cà rốt, củ dền đỏ, vân vân. Các món sinh tố từ trái cây, rau củ tốt cho người tăng huyết áp gồm các nguyên liệu: sữa chua, kiwi, chuối, dâu tây, hạt lanh. Dùng máy xay và có thể cho thêm ít cải xoăn là đã có món sinh tố ngon lành và tốt cho sức khỏe. Cần duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, không ngủ quá nhiều, thức quá khuya và hàng ngày vẫn phải dành thời gian để luyện tập thể dục, thể thao. Cuộc sống hạnh phúc. Món ăn bình dân được xem là thịt thực vật có dinh dưỡng cao. Bạn đã biết cách ăn đúng chưa? Đậu phụ được xem là món thịt có nguồn gốc thực vật vì hàm lượng chất dinh dưỡng được đánh giá rất cao. Nên ăn thế nào và số lượng bao nhiêu là tốt nhất? Đây là câu trả lời. Đậu phụ được xem là món thịt từ thực vật. Đậu phụ là một món ăn bình dân và phổ biến, được làm từ hạt đậu nành, có giá trị dinh dưỡng rất cao. Có nhiều cách chế biến đậu phụ khác nhau,
nhưng phần lớn là đậu phụ miếng dày, mềm, thơm và béo ngậy. Mặc dù đậu phụ được xem là món thịt từ thực vật, nhưng nhiều người lại chưa biết hết được những lợi ích tuyệt vời của nó. Món ăn này có thể cung cấp rất nhiều protein chất lượng cao và hàm lượng canxi phong phú. Mặc dù đậu phụ chủ yếu cung cấp cho cơ thể nguồn protein thực vật, nhưng giá trị dinh dưỡng của protein này được cho là gần bằng với protein động vật. Vì vậy, nó cũng là một loại protein chất lượng cao. Mỗi 100g đậu phụ có thể cung cấp tương ứng từ 6,2 đến 12,2g protein. Đối với nguồn dinh dưỡng canxi, hàm lượng trong đậu phụ tương đương 116 đến 138mg trên 100g. Người lớn bình thường nếu ăn 200g đậu phụ mỗi ngày có thể nhận được ít nhất 1/5 lượng canxi khuyến nghị hàng ngày. Người có độ tuổi từ 18 đến 49, 800mg một ngày. Nhóm người trên 50 tuổi, 1000mg một ngày. Ngoài protein và canxi, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có một tỷ lệ axit béo không bão hòa tương đối cao trong đậu phụ và hàm lượng phosphor lipid và vitamin E cũng rất phong phú. Không những thế, đậu phụ chứa nhiều thành phần khác cũng rất có lợi cho sức khỏe như isoflavone, phytosterol, oligosaccharide, v.v. Những thành phần này nếu được bổ sung hợp lý sẽ có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, loãng xương và cải thiện các triệu chứng mãn kinh ở phụ nữ. Đây chính là món ăn có vai trò tích cực trong việc nâng cao sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Nên ăn bao nhiêu đậu phụ mỗi ngày? Theo khuyến nghị của các chuyên gia, mỗi người nên ăn khoảng từ 25g đến 35g đậu nành và các loại hạt mỗi ngày. Dựa trên protein được cung cấp, 50g đậu nành tương đương với 280 đến 350g đậu phụ thành phẩm, khoảng 25g đến 35g đậu nành nguyên hạt. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.